Xin chào cả nhà đã quay trở lại với buổi livestream của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Hôm nay bên em rất là vui luôn bởi vì em tiếp tục được chăm sóc vị khách hàng yêu quý của em, và đó chính là chị Luận ạ. Lần trước như cả nhà có biết là em cũng có một cái buổi livestream với chị về công nghệ trẻ hóa da Ultraderby, đúng không chị ha? Dạ, và hôm nay nha cả nhà, là sau 3 tháng chị Luận làm Ultraderby, chị ghé bên em là làm tiếp những cái công nghệ khác, thì em mới xin phép chị chia sẻ cái hiệu quả của mình sau cái liệu trình 3 tháng như thế nào. Chị tiếp tục đồng ý livestream với bên em, cho nên hôm nay em mới có buổi gặp gỡ của chị với lại cả nhà đây. Cả nhà mình xem nha. Em xin phép chị nha, đây là cái hình ảnh mà ban đầu chị ghé bên em nè đó. Cả nhà mình thấy ha, gương mặt của chị rất là tròn này, độ cơ cũng rất là nhiều nè. Chị có bị rãnh cười sâu nữa. Mắt của chị cũng nhiều những cái nếp nhăn mặn đó cả nhà nha. Sau 3 tháng quay trở lại thì hầu như là những cái vấn đề đó đã được giải quyết hoàn toàn luôn. Chị rất là vui đúng không chị Luận? Dạ. Chị Luận có chia sẻ với em á là chị Luận là chủ shop nha. Nhưng mà chị Luận nhìn cứ như ô xin vậy đó. Chị Luận tức quá mới thấy BB Thanh Mai là ủa chị Mai sao trẻ đẹp hoài luôn. Chị Luận mới ghé bên em. Nên là bây giờ em sẽ xin phép chị Luận là chia sẻ với khách hàng của mình hiệu quả của mình như thế nào sau liệu trình Ultraderby 3 tháng ạ. Sau 3 tháng chị đến đây làm. Dạ. Thì cái hàm của chị là bây giờ nó thon gọn hẳn lên. Cái rãnh cười nó cũng nâng lên rất là cao, nó không còn cái rãnh cười như trước nữa. Rồi những cái nếp nhăn này là nó cũng hết hẳn luôn. Dạ, mừng quá chị. Chân mày của chị cũng được nâng lên luôn. Dạ, đôi mắt rất là sáng chị ha. Chị thấy nó hơn sự mong đợi của chị luôn đó. Dạ, vậy luôn á chị. Chị không nghĩ là đến đây để làm cho chị đó nó đẹp đến cái sự hơn sự tưởng tượng của chị luôn. Chị rất là vui. Lần trước em có thấy chị chia sẻ với chị Mai mà là chị nói là trời ơi chị làm chủ mà sao chị như ô sin vậy đó. Nên là chị mới ghé tới chị Mai, và hôm nay thì đúng là vượt qua cái sự mong đợi của chị. Chị rất là xinh tươi luôn á. Chị ơi, chị có thể cho em lý do là tại sao chị lại chọn BB Thanh Mai là nơi chị gửi gắm sắc đẹp, trong khi bây giờ thị trường mình có rất là nhiều những cái thẩm mỹ viện khác mà. Sao chị lại chọn BB vậy ạ? Tại vì lúc trước chị nói với em, nói trời ơi làm chủ mà cái da xấu nó kỳ lắm, đâu không có tự tin được. Rồi chị mới thấy chị Mai á, sao mà chị Mai 50 tuổi rồi mà cái da chị mơn mởn luôn, nó mịn mà nhìn nó đẹp, thích quá. Đó là chị mới tìm đến. Chị tìm đến thì chị được chị Mai chia sẻ là chị Mai sẽ làm cho chị trẻ đẹp ra với lại cho chị đúng chất bà chủ chị ha. Chất bà chủ của chị luôn. Thế là tin tưởng là thấy chị Mai đó cái da đẹp quá là mình đặt lòng tin ở nơi đây, là cái công nghệ là phải chất lượng và tốt mới được như vậy, cho nên là chị tin tưởng là chị làm ở đây. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và trao cho bên em có cơ hội để chăm sóc làn da cho chị. Thật là em thương chị Luận lắm luôn á, rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Hôm nay là chị Luận ghé để làm tiếp liệu trình đúng không ạ? Mà trước khi làm á, em xin phép là cho bác chia sẻ với cả nhà mình là chị Luận đã làm công nghệ gì và đẹp lên như thế nào nha. Cả nhà mình cùng nghe bác sĩ chia sẻ nha cả nhà. Dạ rồi, thì bác sĩ Hồng xin phép chia sẻ với cả nhà đó là chị Luận thì hôm cách đây 3 tháng thì mình đã thực hiện cái công nghệ đó là Ultraderby, làm cái công nghệ nâng cơ, làm căng da bằng công nghệ đó là không xâm lấn, không phẫu thuật. Thì mình đã sử dụng cái công nghệ đó, mình tập trung mình đánh rất là nhiều những cái vùng đường viền hàm, những cái vùng má này để mình kéo, mình nâng cơ và mình căng da, và mình đi nhiều cái vùng xung quanh mắt để làm cho chống nhăn cái vùng mắt, đồng thời mình có đi nâng cái khuôn mày lên. Thì hôm nay thì sau 3 tháng thì khi mà kiểm tra lại thì mình thấy đó là cái vùng đường viền hàm của chị được nó được thon gọn lên rất là nhiều, cái vùng má da đã được căng lên săn chắc hơn. Chị Luận cảm nhận thấy mà đúng không, khi mình cảm giác vào trong da này mình thấy là nó săn lên rất là nhiều, nó săn chắc, cái cơ nó được thon gọn lên, nó được săn lên, và cái da nó được căng chống nước, bớt cái nếp nhăn ở cái vùng trên vùng mắt. Thì hôm nay đó, chị Luận tới đó thì mình sẽ tiếp tục đó là mình chăm sóc da để mình làm cho da tiếp tục đẹp hơn, và mình duy trì cái hiệu quả, đồng thời là làm cái bề mặt da của chị cho nó đẹp, nó láng mịn, nó trẻ trung hơn nữa. Dạ, em cảm ơn sự chia sẻ của bác rất là nhiều luôn á. Chị về trời ai cũng khiếp chị đẹp hết. Chị đi ra với bạn chị cũng kêu là ủa sau này nhìn khác hẳn luôn, trẻ quá đúng không chị? Khác hẳn luôn, hỏi ủa đi làm ở đâu mà sao bây giờ nhìn đẹp thế. Thì chị cũng nói là chị đến thẩm mỹ viện BB Thanh Mai mà. Thì bạn chị nói là vậy thì hả phải cho địa chỉ với chị. Chị đến đây thì chị cũng có dẫn bạn chị đến đây để làm cái đầu trì giống như của chị á. Thích quá chị ha, cảm ơn chị rất là nhiều luôn á. Chị đã tin tưởng, chị đã trao cho BB cơ hội mà chị còn giới thiệu bạn bè cho BB của mình nữa. Bây giờ em sẽ mời chị nằm xuống để mình tiếp tục chăm sóc da, duy trì để chị đẹp hoài, đẹp mãi, trẻ hoài như chị Mai. Em mời chị nằm xuống mình làm tiếp liệu trình nhé. Rồi ok. Tuyệt vời quá đúng không cả nhà? Còn gì bằng khi mà thấy mình được đẹp hơn cái sự mong đợi nữa hả? Cho nên là cả nhà cứ nhìn chị Luận nè,
quá đẹp, quá trẻ mà là dễ thương nữa. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha, bốc máy lên và gọi cho tổng đài miễn phí của Baby Thanh Mai 1800 6617 để cả nhà sẽ được chia sẻ tư vấn miễn phí về tất cả các công nghệ làm đẹp da, cũng như là được đặt lịch hẹn chăm sóc tư vấn da miễn phí với bác sĩ của bên em luôn. Nhớ nha cả nhà, đừng có quên nha, 1800 6617. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi livestream tiếp theo nhé. Yêu thương cả nhà thật là nhiều.